Xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay thì mình đang có ở đây chiếc LG Urban 2 phiên bản 4G LTE. Và hôm trước thì chúng ta đã cùng thử nước rồi. Vậy thì hôm nay sản phẩm này hỗ trợ cả SIM 3G nữa, SIM 4G LTE. Thì liệu khi chúng ta sử dụng riêng chiếc đồng hồ này độc lập với điện thoại thì có được hay không? Và nếu được thì sẽ sử dụng được những tính năng gì? Đầu tiên thì mình đang sử dụng một chiếc đồng hồ khác và mới khởi động lại, reset lại toàn bộ và nó chưa hề kết nối với điện thoại. Ngay khi mình khởi động lên thì nó sẽ bắt buộc mình phải kết nối với điện thoại, download app là Android Wear và phải kết nối với điện thoại thì nó mới có thể khởi động và sử dụng chiếc đồng hồ này. Còn không thì các bạn hoàn toàn không thể sử dụng được. Mình đã thử mọi cách rồi đều không thể sử dụng được luôn. Vậy nên khi các bạn sở hữu chiếc đồng hồ này tại XT Mobile thì cùng với đó hãy sở hữu luôn cho mình một chiếc điện thoại. Và đây thì mình đang sử dụng chiếc LG V10 để kết nối với đồng hồ LG luôn. Chúng ta đã có SIM rồi vậy nên là có thể đàm thoại được trực tiếp ngay trên đồng hồ này. Với việc chiếc LG hỗ trợ cả micro và cả loa ngoài, chúng ta có thể đàm thoại trực tiếp được luôn. Các bạn có thể điều chỉnh giọng nói hoặc có thể vào đây chọn đến cái ứng dụng là điện thoại. Chúng ta có thể gọi điện được trực tiếp ngay trên đồng hồ này. Đó, mình có thể gọi anh Linh. Anh Linh Lìn, mọi người hay hỏi Linh đâu? Thì câu trả lời Linh đây, mình đang gọi Linh. Đây, như các bạn đã thấy đây là điện thoại của anh Linh và nó đã rung lên là điện bị lag các bạn ạ. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã có thể gọi điện được trực tiếp ở trên đồng hồ này. Hay khi chúng ta muốn nhận điện thoại từ đồng hồ cũng được luôn, hoàn toàn là điều bình thường. Ngoài gọi điện ra thì chúng ta cũng có thể nhắn tin và cũng nhận diện bằng giọng nói. Chúng ta sẽ không có bàn phím để nhập liệu, mà nhập liệu ở đây hoàn toàn là bằng giọng nói cũng như là những các icon ở trên cái mặt đồng hồ này. Giả dụ như mình vừa gửi anh Linh hình trái tim màu tím, nhưng mà thực ra thì mình cũng không thích đâu. Rồi, đờ mờ anh Linh. Hầu hết thì nó nhận diện bằng tiếng Anh chứ không nhận diện bằng tiếng Việt. Khi chúng ta gửi kết nối đồng hồ với điện thoại và gửi tin nhắn qua điện thoại thì nó sẽ có thể sử dụng tiếng Việt. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng nhắn tin trực tiếp từ trên đồng hồ này, nó chỉ nhận diện được tiếng Anh mà thôi. Linh, I love you. Đó, nó nhận diện chính xác là I love you. Wow. Và ngoài ra với được kết nối 3G cũng như là Wi-Fi. Khi chúng ta kết nối với điện thoại rồi mà quên không mang điện thoại theo, hay là đi ra ngoài uống trà đá làm cốc nước mà lười mang theo điện thoại, thì chúng ta luôn không thể kết nối Bluetooth được đúng không? Mọi thông báo lúc này sẽ được đẩy qua Wi-Fi hoặc đẩy qua mạng 4G. Bất kỳ thông báo nào ở trên chiếc điện thoại này sẽ đều xuất hiện ở trên đồng hồ, mặc dù chúng ta để điện thoại và đồng hồ không hề gần nhau. Và tất nhiên việc hỗ trợ 4G LTE, chúng ta vẫn có thể truy cập mạng, vẫn có thể Google Search rồi chỉ đường các thứ đầy đủ ở đây. Nhận tin nhắn từ Hangout hay là truy cập nhanh vào Google Keep, có thể tích các thứ luôn ở trên này và làm việc trực tiếp, tương tác trực tiếp với những chiếc máy tính hay là đồng bộ lên với điện thoại, khá là hay ho và thú vị. Tất nhiên là các tính năng liên quan đến thể thao, giả dụ như đo nhịp tim này, đo số bước chân các thứ, thì mọi chiếc đồng hồ thông minh hay là chiếc vòng tay thông minh đều có thể làm được. Và chiếc LG Watch Urban 2 này cũng có thể làm được. Tuy nhiên thì việc sử dụng 3G rồi Wi-Fi các thứ trực tiếp ở trên đồng hồ, nó cũng đem lại nhiều điểm yếu, ví dụ như là thời gian sử dụng pin của chúng ta sẽ không nhiều. Viên pin của nó thì sạc được cái tốc độ nhanh, nhưng mà thời gian sử dụng của chúng ta sẽ chỉ khoảng được 2 ngày nếu chúng ta kết nối Bluetooth với điện thoại. Còn nếu mà các bạn sử dụng Wi-Fi liên tục, sử dụng 3G các thứ chỉ được khoảng hơn 1 ngày mà thôi. Cái này thì khá là bất tiện. Và thứ hai, giả dụ như chúng ta không bật chế độ tìm kiếm kết nối giữa điện thoại và đồng hồ, và nếu may đi ra ngoài xa quá, lúc chúng ta để quên điện thoại ở một nơi nào đó mà đồng hồ không thông báo, thì lúc này điện thoại của chúng ta có nguy cơ mất rất cao, mặc dù vẫn nhận được thông báo. Vậy nên đây cũng là một điểm yếu ở trên sản phẩm này và chúng ta sẽ phải đánh đổi giữa cả hai. Tuy nhiên với những người cẩn thận như mình thì đây là một điểm lợi thế khi chúng ta có thể để điện thoại ở nhà luôn và không cần mang theo, vẫn nhận được đầy đủ thông báo từ Gmail, từ Facebook, từ điện thoại, hay có thể gọi điện trực tiếp từ số điện thoại đang lắp ở trên điện thoại chứ không cần phải gọi điện từ SIM lắp ở trên đồng hồ. Vậy theo các bạn cảm thấy chiếc đồng hồ này có hữu ích hay không và muốn tham khảo giá bán thì có thể truy cập vào website của XT Mobile. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.